Dạ, em kính chào quý cô chú anh chị, quý nhà đầu tư và các bạn đồng nghiệp đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước bên em nha. Hiện tại Thanh đang di chuyển ở đây là ngay cái ngã tư thuộc của thôn Bình Hà 2, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập. Thanh quay và giới thiệu cho cả nhà cùng theo dõi với em một lô đất nền có sở hữu tới là 23m mặt tiền đường, có tổng diện tích là tới 1.200m2. Mà chủ nhà cần tiền bán vào thời điểm đây chỉ có 150 triệu thôi quý cô chú anh chị mình. Thì cả nhà cũng thấy được là khu dân cư, nhà cửa ở đây là cực kỳ là đông đúc. Thì với một lô đất chủ nhà đang cần tiền gửi bên tụi em quay bán thì rất mong cả nhà sẽ sở hữu được một lô đất giá rẻ vào thời điểm hiện tại đây nha quý cô chú anh chị mình. Cũng như đối diện với mình ở đây là khu trung tâm, trường chợ trạm, trường học và những tiện ích thuộc của khu vực ở đây. Và từ ngay cái ngã tư mà Thanh đang quay ở đây nè, để cả nhà mà di chuyển vào trong lô đất của mình đó, chỉ có là 1,2 km thôi cả nhà, nó cực kỳ là gần luôn. Nên là quý cô chú anh chị sẽ nhanh tay để sở hữu được một lô đất giá rẻ, chủ nhà cần tiền bán. Mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ trực tiếp cho Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh gửi toàn bộ thông tin cho cả nhà cùng theo dõi với em luôn. Và cả nhà thấy ngay cái điểm trường ở đây không? Đó, ở đó là thuộc của trường học luôn nhá quý cô chú anh chị mình. Đó là khu dân cư, nhà cửa cực kỳ là đông đúc. Bây giờ thì Thanh sẽ lại quay ngay cái ngã tư đường thông di chuyển từ các tỉnh thành lên tới cái vị trí lô đất hôm nay Thanh quay. Nếu mà từ đây mà mình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên trên em đó, chỉ dao động ở đây khoảng là 140 tới 145 km thôi. Còn nếu mà từ Bình Dương lên sẽ dao động từ 120 tới 125 km tại nhà mình. Đó. Ở đây là hàng quán san sát và đông nghẹt như thế này luôn quý cô chú anh chị mình. Còn ở ngay cái ngã tư đây của mình là đường thông thương và sẽ dẫn trực tiếp ra đường quốc lộ 13 cũ nha quý cô chú anh chị. Dạ đây, đường đây của mình nếu mình di chuyển 2,5 km nữa là sẽ ra ngay đường DT, đường di chuyển xuống các tỉnh thành của mình. Và ở đây cũng có cây xăng luôn nhé quý cô chú anh chị mình. Thì cả nhà quan sát được hết ngay cái ngã tư của mình là trường, chợ, trạm, ủy ban xã, khu dân cư, hàng quán đông nghẹt của mình ở đây. Đó, bây giờ thì em mời cả nhà cùng chạy theo con đường đây để đi vào trong lô đất cùng với Thanh nha. Dạ thì bây giờ là Thanh sẽ di chuyển trực tiếp để chạy từ ngay cái ngã tư khu buôn bán sầm uất, trường học để đi vào trong tới một lô đất mà cả nhà cùng để ý với Thanh nè, 23m mặt tiền, tổng diện tích gần 1.200m2 mà chủ nhà bán hết chỉ có 150 triệu thôi. Đây là thời điểm bất động sản chạm đáy để cho quý cô chú anh chị mình được sở hữu những lô đất mua đầu tư làm của rất là an toàn luôn. Còn pháp lý sổ sách là chủ nhà bao toàn bộ cho mình. 150 triệu quý cô chú anh chị được cầm một bìa hồng trên tay, sổ đỏ pháp lý rõ ràng cũng như cách những trường học, trung tâm tiện ích Thăng Năng Quay ở đây chỉ có 1 km. Nếu như mình đi thể dục buổi sáng hoặc là đi mua đồ ăn và chở con em mình đi học, đi sinh hoạt là cũng cực kỳ là gần luôn. Đó nên Thanh rất mong cả nhà sẽ sở hữu được một lô đất giá rẻ chạm đáy vào thời điểm hiện tại. Mọi thông tin cả nhà cho Thanh một nốt like, một nốt chuông để đón nhận những video Thanh quay và gửi lên hàng ngày. Đặc biệt hơn nữa cả nhà gọi trực tiếp cho Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh được phục vụ và trả lời những yêu cầu thắc mắc của quý cô chú anh chị của mình. Đó, từ ngay cái mặt tiền lộ nhựa di chuyển vào trong lô đất của mình chỉ có 200m thôi. Đó, và chất đất của mình ở đây là đất đỏ ba gian luôn quý cô chú anh chị mình. Hiện tại thì Thanh đã di chuyển tới ngay vị trí lô đất rồi. Thì là Thanh vừa quay trực tiếp ở ngay cái ngã tư khu dân cư, trường học và những trung tâm tiện ích thuộc của thôn Bình Hà 2 để di chuyển vào tới vị trí lô đất hôm nay luôn quý cô chú anh chị. Thì cả nhà mình cùng theo dõi với Thanh nè. Đây là con đường thể hiện rõ trong sổ của mình. Ở đây của mình là sẽ được là 23m, một cạnh của mình 64 và một cạnh của mình là gần 40m với tổng diện tích là 1.188m2.
vuông. Trên đất của mình là đã có điều, cũng như chất đất của mình ở đây là đất đỏ Ba Gian. Còn cái hướng lô đất hôm nay Thanh quay thì sẽ là hướng Tây Nam. Đối diện với lô đất của mình cũng là vườn điều của nhà hàng xóm kế bên. Còn từ vị trí của tay Thanh chỉ đây, mình chạy thẳng ra ngay cái mặt tiền lộ nhựa chỉ dao động có 200 mét thôi nha cả nhà. Đó, thì với một lô đất xào giá rẻ, chất đất đẹp, có nguồn thu sẵn, cũng như là giá chủ nhà cần tiền gửi bên tụi Thanh quay bán chỉ có 150 triệu thôi. Cả nhà nhanh tay liên hệ cho Thanh để mình sở hữu được một lô đất giá rẻ vào thời điểm hiện tại đây. 150 triệu là chủ nhà bao toàn bộ pháp lý sổ sách cho mình. Với 150 triệu cả nhà sở hữu được 23 mét mặt tiền đó, và cả nhà có thể kết bạn Zalo, Thanh sẽ gửi thêm, vì ở đây của mình sẽ gồm 4 sổ. Nhưng mà Thanh ở đây Thanh thấy cái sổ 23 mét này là được nhiều mặt tiền và sổ cũng là tương đối đẹp thì Thanh sẽ ưu tiên cho quay cái sổ 23 mét trước. Ngoài ra cả nhà mình có thể sở hữu tới 1.200, 1.300, nhưng mà mặt tiền của mình là chỉ có là 13, 14 hoặc là 16 mét. Đó, thì với toàn bộ diện tích thì Thanh ưu tiên cho cái mặt tiền nhiều hơn. Thì lô đất Thanh đang quay ở đây là quý cô chú anh chị lên hình ảnh video hoàn toàn là thực tế. Mình sẽ được gặp chính chủ cũng như kiểm tra qua toàn bộ pháp lý rõ ràng của lô đất hôm nay Thanh quay nha quý cô chú anh chị mình. Đó, đây hiện tại là Thanh di chuyển tới cái ranh giới phía sau. Từ đây của mình chạy thẳng lên cái mặt tiền sẽ được là 64 mét. Còn cạnh bên đây của mình sẽ được là 40 mét. Sổ cực kỳ là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị mình. Dạ, thì với một lô đất chủ nhà cần tiền bán, cả nhà thấy phù hợp thì liên hệ cho Thanh qua hai số điện thoại là 032 9393 717 hoặc 0362 176 779 để Thanh được phục vụ và tiếp đón quý cô chú anh chị của mình. Ngoài ra thì cả nhà có thể nhấp thêm vào trong kênh của em là Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước để tham khảo về những video Thanh quay từ đất nền, đất xào, đất kèm nhà. Rất mong sẽ phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị của mình. Đó. Thì bây giờ là cái mặt tiền đường đất của mình ở đó nha cả nhà. Còn đây là phía sau đuôi của mình. Và mặt tiền ở trước của mình là 23 mét. Đuôi của mình nở hậu là tới 25 mét nha cả nhà. Còn cái toàn bộ diện tích của mình là gần 1.200 mét vuông. Sổ của mình ở đây là hình thức sử dụng là cây lâu năm. Và thời gian công chứng của mình có tới 1 tháng rưỡi luôn quý cô chú anh chị mình. Thì mình chỉ cần đặt cọc ở đây với chủ từ 30 tới 50 triệu. Và trong cái thời gian đó mình sẽ được là từ 1 tháng rưỡi, là khoảng từ 1 tháng rưỡi tới 2 tháng cũng được cả nhà. Chủ nhà cho mình cái thời gian công chứng dao động như vậy luôn. Thì quý cô chú anh chị mà với mình đang muốn mua để về xây nhà làm của hoặc đầu tư chờ thời điểm đất lên, thì với những lô đất như Thanh quay hôm nay là rất đáng cho quý cô chú anh chị mình theo dõi. Và toàn bộ vấn đề pháp lý sổ sách thì tụi em cũng đã kiểm tra qua, nên sổ của mình ở đây là sổ sạch, pháp lý an toàn, hình thức sử dụng cũng như thông tin test quy hoạch là không quy hoạch, không tranh chấp, không kê biên. Dạ thì nãy giờ Thanh cũng quay toàn bộ lô đất rồi nha quý cô chú anh chị mình. Đến đây thì em xin phép tạm dừng video. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của cả nhà mình. Mọi thông tin quý cô chú anh chị liên hệ với Thanh qua hai số điện thoại. Và trước khi kết thúc một video thì cả nhà cho em một nốt like, một nốt chuông để đón nhận những video Thanh quay và gửi lên hàng ngày nha.